Thưa quý vị, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội lần thứ 14 của Đảng có vị trí ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Tại phiên họp tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ then chốt của then chốt, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển bền vững mạnh của đất nước. Và Tổng Bí thư yêu cầu phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng và không đủ tiêu chuẩn, những người có một trong những khuyết điểm như bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối quan điểm của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị tham vọng quyền lực. Và vấn đề đặt ra ở đây là cần xác định rõ như thế nào là tham vọng quyền lực. Tham vọng có thể hiểu là lòng ham muốn quá lớn, rất khó đạt được so với khả năng thực chất của mỗi người. Tham vọng quyền lực được hiểu là lòng ham muốn giữ những chức quyền cao hơn rất nhiều so với thực chất năng lực, đạo đức của người đó. Khi một người có tham vọng quyền lực, họ sẵn sàng bằng nhiều cách, thậm chí sử dụng cả những thủ đoạn để có thể đạt được vị trí mình mong muốn. Biểu hiện rõ ràng nhất, điển hình nhất của tham vọng quyền lực là hành vi chạy chức chạy quyền. Trong các cơ quan công quyền nhà nước thì khi mới vào họ cũng là những công nhân viên chức bình thường thôi, người lao động bình thường, đúng không? Nhưng mà dần dần họ nhìn thấy những cái vị trí mà có thể mang lại được lợi ích cho họ thì họ bắt đầu đặt ra những cái kế hoạch thậm chí dài hơi để họ phấn đấu đạt được cái vị trí đấy. Thậm chí là họ đầu tư bỏ một cái số tiền của nhất định, họ chạy, gọi là chạy chức chạy quyền đấy, để là được đảm đương chức vụ đấy. Vì họ tính toán là nếu mà mình đảm đương những chức vụ đấy thì mình sẽ gọi là hoàn vốn được rất là nhanh. Khi đã có tham vọng chức quyền, cán bộ không chỉ sẵn sàng bỏ tiền bạc, công sức ra để mưu cầu chức vụ, mà đồng thời với đó họ sẽ sử dụng những chiêu thức để đánh bóng tên tuổi, xây dựng hình ảnh cá nhân nhằm qua mắt tập thể, cấp trên và quần chúng nhân dân. Khi mà có cái tham vọng chức quyền thì cán bộ thường là những người có biểu hiện dân túy, phát ngôn gây sốc, rồi thì đánh bóng tên tuổi, rồi thì mỹ dân, lấy lòng nhân dân. Tìm cách mua chuộc đồng nghiệp, mua chuộc đồng đội, mua chuộc những người mà trong cơ quan, trong đơn vị để tạo uy tín cá nhân và tạo thuận lợi cho việc thăng tiến của mình. Bản chất của tham vọng quyền lực là một cá nhân nào đó bằng mọi giá có thể dùng tiền, dùng mối quan hệ để có được chức quyền cao hơn so với năng lực, đạo đức của họ nhằm phục vụ lợi ích cá nhân hoặc phe nhóm. Về vấn đề này, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã nêu rõ tham vọng chức quyền không chấp hành sự phân công của tổ chức, kén chọn chức danh, vị trí công tác, chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó, không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn, thậm chí còn tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh. Thưa quý vị, khi đề cập vấn đề chống tham nhũng quyền lực đã có nhiều ý kiến bàn luận và cơ bản là đồng tình, đánh giá cao chủ trương này của Đảng ta. Tuy nhiên, có người lại đặt câu hỏi rằng liệu phòng chống tham vọng quyền lực có làm thui chột ý chí phấn đấu của cán bộ đảng viên? Vâng, câu trả lời là không, bởi tham vọng không phải là khát vọng. Nhưng ai có khát vọng phấn đấu vươn lên bằng sức lực trí tuệ và phẩm chất của mình để cống hiến được nhiều hơn, tốt đẹp hơn cho đất nước, cho nhân dân thì luôn được Đảng ta khuyến khích, luôn có cơ hội và có chỗ đứng cho họ. Nếu tham vọng là lòng ham muốn quá lớn, rất khó đạt được so với khả năng thực chất của mỗi người thì khát vọng là lý tưởng, là mong muốn hướng tới những điều lớn lao, tốt đẹp. Trong khát vọng có cả sự quyết tâm, lòng kiên nhẫn và khả năng chấp nhận thất bại để rồi nỗ lực phấn đấu bằng sức mình để đạt được mục đích đã đề ra. Tham vọng mà lại tham vọng cái gì, không tham vọng lại tham vọng chức quyền. Tại sao không khát vọng cống hiến, không khát vọng phục vụ nhân dân, không khát vọng mà vì tổ quốc, vì dân tộc? Vì hiện nay phải nói rằng là đất nước mình ấy, một đảng duy nhất cầm quyền thì phải thấy đảng, dân tộc, tổ quốc nó là thống nhất. Thế này đây này đi khư khư để mà vào đảng để mà tham vọng chức quyền. Thế anh tham vọng chức quyền, nếu mà sau này mãi không thấy đảng bố trí, mãi không thấy được đề bạt, mãi không thấy được lên thì anh định làm gì?
nhưng chữ cờ, nhưng bất mãn đó. Trong mọi chủ trương, chính sách cũng như trong hoạt động thực tiễn, Đảng ta luôn khuyến khích mọi đảng viên học tập, rèn luyện, trở thành những người có đức, có tài để có đủ uy tín được nhân dân bầu vào giữ các chức vụ trong hệ thống chính trị để họ phục vụ nhân dân được tốt hơn. Bởi cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Một người đảng viên chân chính là cái người có cái khát vọng để vươn lên để làm tốt công việc và cũng có cái khát vọng để được nhìn nhận đánh giá một cách khách quan. Và cái ở một vị trí nào đó, ở một công việc nào đó, trong quá trình thăng tiến, không phải để thỏa mãn các cái lợi ích cá nhân, mà chính là gì? Là để có điều kiện tốt hơn, để hiện thực hóa được những ý tưởng, những cái khát vọng của mình, những cái khát vọng cống hiến của mình cho nhà nước và cho xã hội, cho người dân. Thưa quý vị, như vậy có thể nói, tham vọng không phải là khát vọng, và việc nhận diện cán bộ tham vọng quyền lực không phải là quá khó. Điều quan trọng là phải biết phân biệt, đánh giá chính xác bản chất, mức độ khuyết điểm đó để không chọn nhầm người. Vâng, để làm được điều đó phải thật sự phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu, chống tư tưởng cục bộ, địa phương thân quen, cánh hầu, lợi ích nhóm, tránh cách làm giản đơn, tùy tiện và vô nguyên tắc.